Niềm can để
ngoài ở châu Âu nhé. Xin chào Đặng Nhạy. Rồi coi về tội à ơi, yêu quê mình anh à, tội phạm bé nào. Nói rồi mà bảo là của thời xưa rồi, bây giờ mình ôn lại ngày xưa thôi nhé. Phiêu đã
Nàng xưa Hoàng Xuân là ai ta? Xin chào Triệu Trần. Đến dưới quả con à?
Nhìn đôi
Vang
Chào tất cả mọi người nhé.